thay từ gốc của nó xe đâu không? Nhưng mà đáp ở chỗ nào? Em chỉ đấy phải không? Thay từ gốc rồi. Đấy à? Ở chỗ nào nhỉ? À, cái chỗ gốc này đi. Đây mẹ rồi, cái này. À, rồi, cái này có. Để chị sau anh lấy cho. Đấy, lấy em cả cái này. Anh chưa lắp được nào luôn, kể mà không ốm mình lắp luôn xem nào. Là lái chim luôn. Nó gần mấy cái khuy thôi, nhưng mà cái khuy của em lâu ngày rồi. Một bây giờ mà gỡ ra sợ nó ấy, anh không biết có cái khuy gì không. Cái về chỗ gala là không có khuy đấy chứ dở. Khuy nhựa đấy sợ khuy chưa có. Thế thì khuy nhựa đấy nó mà gãy ra nó bị gãy ra một thật, nó gãy nhà cái lẫy ở trong. Không, bọn nó phải có cái phanh chứ. Nó có một cái như xe beng ấy, nó gãy chứ không phải cầm kéo gãy đâu. Nó em gãy chỗ cái xe ở dưới kia. Nó cắt cỏ chun rồi. Mất rồi thì thu cái quy đây mình không có. Thế mới đau chứ. Đây quy kiểu này này, nó bị bung như này này. Không mà em gậy thử thì em dịch vào, nhưng mà xong là nó giòn vỡ hết. Cắt bỏ cái này. Cây quá, lòng máng. Hai món kia anh lấy về chiều nay cho anh nhắn tin qua Facebook không? Trong quả gì thì nếu mà gửi thì không thì qua lấy tùy nhá. Anh cảm ơn nhiều nhá, thank you em. Cảm ơn em trai nhiều.